Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Sinh Tồn Thời Tiền Sử trong phần chơi ARK. Và trong video tập trước đó các bạn thì mình thử sử dụng mấy con golem này nè, đi săn vào lúc buổi tối đó bạn, phát hiện rất là nhiều những cái loại quái vật ha. Và khi đánh hạ được mấy con quái vật đó thì mình lấy được rất là nhiều bột nguyên tố, kiểu như của hệ Fen với hệ Storm rồi đó các bạn, mình để ở trong này nè. Và tập trước thì mình đã thử nghiên cứu thì nó thể chế tạo được cái bột này. Cái bột này thì mình đã nghiên cứu ở trên wiki thử rồi các bạn. Nó có công dụng mình giúp cho con golem của mình tìm thấy được nhiều những cái con quái vật nguy hiểm hơn nữa vào lúc buổi tối ấy. Cho nên hôm nay mình sẽ chế tạo cho em nó thêm chế tạo hết luôn đi ha. Được có 5 bột thôi các bạn. Hồi săn ở tập trước quá trời luôn á. Chỉ được có 5 bột để có thể chế tạo được cái đết thì thôi. Cái bột đết này là kiểu như là nó sẽ giúp cho con golem của mình đó bạn điên loạn hơn vào lúc buổi tối, có thể tìm thấy được những con quái vật nguy hiểm hơn á. Cho nên là bây giờ thì cũng lúc buổi tối đó bạn, mình sẽ đi xuống phía bên dưới để mình săn đi ha. Rồi mình sẽ cho em nó thử cái bột này luôn. Và em nó thì lên thêm sức mạnh nữa các bạn. Con này thì ở tập trước mới lai tạo được này ha. Con này thì mạnh kinh khủng luôn á. Và lúc buổi tối thì nó cũng có cái hiệu ứng này các bạn. Đó, cái hiệu ứng búp ở phía bên trên này ha. Hiệu ứng điên loạn á. Cho nên đi xuống phía bên dưới này để mình chờ đợi xem có con nào nó bị đột biến và tiến hóa lên không nha. Xem cho nó có trở thành mấy con hunter để mình săn không cái đã. Mình sẽ thử nghiệm luôn. Khi mà cái mức độ điên loạn của nó là ở số 0 đó các bạn. Ở trên góc màn hình này ha. Nó có cái búp giống như kiểu cái hình đầu người đó bạn. Có hai con mắt đỏ đỏ đó. Và có số 0 cái bên đó. À đây nè. Thầy xem coi nó tiến hóa lên thành con gì ha. Nếu ở số 0 chắc là tiến hóa lên thành. Đúng rồi. Cấp độ đầu tiên đó bạn thì sẽ ra con Raptor nè. Con Raptor này thì 290 luôn hả? Raptor này thì hãy fan rồi, cùng thể với con golem của mình. Và đánh nó thì mình sẽ được bột nguyên tố nè, lâm bột nguyên tố không ổn định với lại fan. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho nó uống cái bột này vô ha. Nó đang ở số 1 đó bạn. Khi mà mình đánh ở phía đằng trước có một con đó nè, mình sẽ đánh thêm một con nó đi ha, để xem coi một lần nó tăng lên bao nhiêu mức độ điên loạn cho con golem của mình. Và tăng lên được có 2 thôi các bạn. Một con thì đánh được có một điểm thôi ha. Đánh hai con thì tăng lên 2. Và uống cái bột này vô thử một phát thì nó tăng lên được 12 các bạn. Vậy là một lần nó sẽ tăng lên 10 điểm. Cho nó uống thêm vô đủ hai cái thôi ha. Để xem coi bây giờ nó sẽ xuất hiện ra con gì ha. Đứng đây để chờ đợi một chút. Ở phía bên trên các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu xuất hiện ra con Cano rồi đúng không? Cano ở trên này nè. Cano Hunter đó bạn. Hại Verbo nè ha. Đánh cho nó, đánh hạ nó là được 24 điểm nè. 24 điểm. Vậy là tiến hóa lên giống như lần trước của cái con cái golem của mình đang đánh nè. Và mình sẽ uống thêm với các bạn để tăng cái mức độ điên loạn lên thêm nữa ha. Tăng lên 54 điểm nè các bạn. Và đây thì có một con nè, nó đột biến lên. Vẫn là con Cano ha. Nó chưa xuất hiện con gì mới lạ hơn nữa hết à. Cho nên mình đánh hạ luôn. Mấy con này thì đánh rất là vô đam đó. Con Dodo cũng bị đột biến đó nè các bạn, 280 luôn ha. Thường là vật chủ 280 thì ôi xuất hiện con T-Rex các bạn. Và lên 280 luôn nè. Đánh hạ con T-Rex luôn. Ôi 100 mấy chục ngàn máu hả? Ôi ghê vậy. 161 ngàn máu. Nhưng mà mấy con này bị cắt chế hay sao các bạn? Cho nên con golem của mình đánh nó rất là vô đam luôn á. Đánh nó một phát 10 mấy ngàn máu nè. Đập thêm một vài phát nữa thử xem coi được gì không nhá. Cũng được bột nguyên tố các bạn, nhưng mà được nhiều hơn rất là nhiều luôn á. Và ở dưới lại tiếp tục nữa kìa. Xem có túi đồ nè. Cho Gamma lên một chút. Không có túi đồ rồi. Và đây thì cũng là con T-Rex luôn ha. Đánh con T-Rex. Hiện tại là mình đang có 61 điểm. Đánh con T-Rez thì tăng lên được 5 điểm một lần các bạn. Còn đánh con Raptor thì được có 1 điểm một lần thôi ha. Còn bây giờ thì lên cấp độ cao hơn rồi. Cho nên nó lên một phát 5 điểm luôn. Và mình sẽ đánh thêm để tăng cái mức độ điên loạn lên thêm nữa. Gặp thêm mấy con này để tăng lên cho nó cao cao thử xem coi. Mình sẽ gặp con gì tiếp theo nữa ha. Lúc đầu là con Raptor. Sau đó thì lên tới Cano. Rồi lên tới T-Rex. Rồi tiếp theo thì con gì mình cũng chưa biết. Và tăng Gamma lên một cái để xem thử ha. Không có túi đồ nào hết à. Và kiểm tra trong túi đồ. Có được đôi giày bạn. Đôi giày xịn, đôi giày xịn. Mình đang sử dụng đôi giày cùi bạn. Đôi giày mặc định ha. Đôi giày này xịn hơn nè. Trang bị vô luôn. Và có thêm cả cái cây gậy nữa bạn. Cây gậy điện nữa nè ha. Lên 17 level ha. Ôi cộng thêm sức mạnh cho em đó các bạn. Và xung quanh thì đó. Ở phía bên đây nè ha. Đứng đây chờ đợi thôi bạn. Nó có thể spawn gần nhà của mình luôn nè. Và T-Rex. Mình nghĩ lát nữa chắc nó sẽ xuất hiện ra con Gigant luôn quá. Nếu mà sao T-Rex chắc là Gigant. Không biết mình đoán nó đúng không nữa. Cho nên đi vòng vòng săn luôn đi ha. Mình sẽ đi dọc dọc ở ngoài bờ biển các bạn. Đứng ở đây một hồi chắc cũng hết quá á. Cho nên đi ra ngoài bờ biển cho nó nhiều hơn. Ngoài này cho nó thoáng một chút.
ủi ở tập trước săn ở ngoài này bây giờ nó chưa spawn ra kịp luôn á, cho nên chắc là phải bơi vào phía bên kia luôn á. Đúng rồi, bơi vào phía bên kia xong luôn các bạn. Ở đây thì mình nhảy một phát để bay vèo vào phía bên bản luôn. Bên kia có cục thính nữa kìa, sẵn vào phía bên đây săn rồi đi nghía nghía cục thính thử coi. Trời ơi, cái chậu cây hả bạn. Và đây rồi, ôi con bờ te cũng bị đột biến luôn nè. Con bờ te thì 90, chắc chắn nó cũng sẽ ra con T-Rex. 90 luôn, thử ba bô à, đập luôn đi. Đói, được thêm cái đồ gì nữa nè, đồ cỏ ha. Trời ơi, nguyên một bộ đồ cỏ luôn bạn, và mấy cây gậy điện rất là nhiều luôn á. Mấy cây này chắc là để anh nghiền ra lấy vật phẩm cho là ngon. Và đây, ui, bây giờ xuất hiện con Ripper các bạn. Ô oh, wow, Ripper sinh tơ. Ôi, vậy là nó không có lên hệ Giga đánh đạn mà nó lên hệ Ripper khi mà ở 80 điểm á. Còn bây giờ thì có vui vậy à, không phải, mình bị dính độc của con Ripper. Và phía bên đây thì, ôi, xuất hiện thêm một con nữa nè các bạn. Đã rồi, đạp luôn một phát. Cái con này thì tính ra đánh cũng vô đam cho thấy bạn. Không cần phải có khả năng phát sáng lên đâu để giảm sức mạnh cho nó xuống, mình vẫn có thể đánh được. Và mình thấy nhận được cái cục thịt gì á. Ờ, cục thịt gì trong này nữa bạn. Với lại cái bột, cái này là cái mùi của nó nè ha. Trong này có những, nó có loại thịt bột tím tím đó bạn. Để như lai tạo ra con Ripper hay sao á. Trong này nè, bờ phía bên kia thì đó, phía bên đây. Vậy là loại thịt đó để lai tạo ra con Ripper rồi. Với lại mình biết được một cái loại là có thể tiến hóa cho con rồng của mình đó bạn. Cho con rồng của mình nó ăn á. Con rồng mà lần trước mình tiến hóa từ cấp 1 lên cấp 2 đó bạn, là nó vẫn còn có thể tiến hóa được thêm một lần nữa. Cho nên lát nữa mình sẽ về cho nó ăn cái loại thịt này thử các bạn, để cho nó tiến hóa tiếp ha. Còn đây thì tăng chỉ số lên, được 81 điểm thì nó dừng lại rồi hả. Để đánh thử xem có tăng lên nữa không nha. Nó đánh mình có 400 mấy đam đó bạn. Còn mình đánh nó lại, ủa con này cứng chứ hả. Hồi nãy đánh được 10 mấy ngàn các bạn, còn bây giờ thì đánh được có 4,000 mấy đam thôi à. Bởi nó độn thổi đất rồi. Lên đây hàng quỷ. Đúng rồi, một con thì được một cục thịt của nó ăn, và cũng bị dính độc nè. Hình như lên 81 điểm cái nó không có tăng được nữa rồi các bạn. Ủa có con nhện nè. Đây săn luôn mấy con nhện. Ok. Ô, mấy con nhện cũng tiến quá nữa kìa. Con Yuriran thì mình sẽ chừa lại các bạn, để cho nó spawn ra mấy con nhện ha. Có con Yuriran đó thì nó hay spawn mấy con nhện lắm, cho nên giữ lại em nó. Và đi lượn lượn qua phía bên này cho nó có thêm những cái con động vật. À, đứng đây chờ đợi một chút. Ở đây sáng quá không biết. À được để các bạn. Vẫn có thể được luôn á. Ok. Hình như lên tới con này là hết rồi hay sao á. Mình thấy không á, tiến quá cộng điểm cho mình thêm nữa. 12 o'clock midnight. Tình hình là nãy giờ mình đi săn đó bạn, thì 81 điểm vẫn là 81 điểm mà nó không tăng lên được các bạn. Đánh nãy giờ rất là nhiều những cái con Ripper vậy rồi nè. Và con này thì mình để ý là cái chiêu đấm móc của bạn mạnh lắm. Đó, cái chiêu đấm móc cái đoạn cuối của nó nè, khi nó xoay ngựa đấm lại á thì được tới 14,000 đam cho một hết lận ha. Đánh rất là vô đam luôn á. Nãy giờ mình farm được rất là nhiều thịt các bạn, được 14 cục thịt tương ứng với lại 14 con rồi á. Vẫn đang tiếp tục đi vòng vòng và trời hình như sắp sửa cũng sáng rồi đó bạn. Mình sẽ săn cho tới lúc trời sáng luôn đi ha. Vậy là hình như 80 điểm mà nó không còn tăng lên nữa các bạn. Muốn tăng lên nữa chắc là phải uống thêm cái bột nguyên tố vô nữa ha, thì nó mới có thể tiến hóa lên được thêm cấp độ tiếp theo nữa đó. Mà không biết là lên tới Ripper rồi thì nó sẽ lên thêm con gì nữa. Đang tò mò quá không biết nó lên con gì nữa. Mà thấy nãy giờ thì không có lên chỉ số gì hết à. Đánh toàn là mấy con Ripper này thôi. 3:28 AM. Mình đi săn thêm được một chút nữa các bạn, thì trời cũng đã sáng và mình đưa cái con đệ tử của mình về nhà rồi. Khi mà trời sáng đó bạn thì con Golem của mình nè, nó cũng hết cái hiệu ứng rồi bạn, mất tiêu cái hiệu ứng rồi ha. Cho nên bây giờ thì mình sẽ đem vô phía bên trong thôi để mình nghiên cứu các bạn. Cái cục thịt của con Ripper này ha. Trời ơi, được rất là nhiều đồ luôn á. Và cái quần, ồ, rất cái quần mới vô luôn. Đôi dài ha, được cái quần với đôi dài đó các bạn. Cái áo nữa nè. Nhưng mà mình mặc nguyên bộ này để cho nó đẹp các bạn, mà không mặc nửa mùa ha. Và được cái thịt của con Ripper các bạn, nó là trong công thức để lai tạo ra thành một con Ripper mới á. Đây trong này nè các bạn. Nhưng mà nó cần có những cái loại nguyên tố đặc biệt như là Vabo đó bạn. Cái loại nguyên tố này mình không biết tìm ở đâu. Và cục thịt này khi bỏ ở trong này thì có đủ này ha. Còn phía bên đây là Sperm. Còn phía bên dưới này là nguyên tố Galaxia gì nè. Rồi phía bên đây là hệ fan các bạn. Mấy cái loại nguyên tố đó thì để mình thử ra chích cái con Golem thử các bạn. Golem thì lần trước mình thử với con Vabo của mình để bạn chích không được ha. Còn mấy con Sperm này thì nó bằng đá đâm vô chắc gãy kim luôn quá. Mấy con Golem này thì đâm chích nó để lấy nguyên tố không được các bạn. Còn cái con fan ở phía bên đây thử xem coi. Ồ, đâm không được rồi. Mấy con Golem thì chắc chắn là đâm giống nhau hết á, không có lấy được nguyên tố. Mình có con rồng của mình các bạn,
Đúng rồi, con rồng của mình là cũng hệ fan mà ở tập trước tiến hóa cho em nó đó. Thì thử xem coi có chích được nó không nha. Con rồng này của mình là có thể tiến hóa được thêm một lần nữa đó các bạn. Nhưng mà trước khi tiến hóa để mình chích nó thử xem coi được không nha. Con này thuộc dạng là cũng như là chưa có lớn hẳn đâu các bạn, vẫn có thể tiến hóa thêm được một lần nữa. Nhìn em nó rất là bự các bạn, nhưng vẫn có thể tiến hóa được. Và cũng không chích để lấy được cái không lấy được cái nguyên tố đó ha. Nguyên tố hệ fan của nó thì cũng không có lấy được rồi. Cho nên bây giờ thì mình sẽ xuống phía bên dưới. Mình có thể sử dụng cái thịt Reaper các bạn để chế tạo ra thêm được một cái loại thịt đặc biệt hơn nữa. Từ ở trong cái bàn nhân tụ nguyên tố ở trong này nè. Đó, 20 miếng thịt luôn các bạn. Có thể chế tạo ra được miếng test này nè. Nhưng mà còn có thêm những cái bột nguyên tố mà hệ lâm của fan Galisa nè, Victor với là Babo nữa ha. Cho nên là mình sẽ phải chế tạo mỗi một loại 5 miếng các bạn. Nguyên tố thì mình ở trên người con Golem hết rồi. Trong này cũng có nè. Để mình chế bột lâm thôi. Bột lâm ở trong này một phát bạn. Lâm trong này có nhiều loại lắm. Nêu trò thì mình không còn nha. Chỉ cần có những cái loại như là tôm nè. Đó, như là 50 cái các bạn. Có thể chế tạo được 100 cái luôn ha. 50 cái thôi. Đó, và tiếp theo là Galia hả? Ồ, được 7 cái hả? Nếu mà mình bắn trong này 50 cái thì nó có tự hút gel từ con Golem không? À, được luôn đó bạn. Ok, chế tạo được 50 cái. Còn cái này thì có sẵn vật đồ trong này rồi cho nên là có thể chế tạo được thêm. Và phía bên đây thì Water không cần. Còn có thêm Vabo nữa nè. 50 cái luôn các bạn. Một chuyến đi quăng về quá trời bột luôn. Bỏ trong này để chế tạo luôn. Vậy là chờ để cho nó chế tạo thôi bạn. Bỏ một loại 50 cái hết là mình có thể chế tạo được miếng test này rồi. Nó đang tăng lên từ từ nè. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cất bớt đồ vô trong cái bàn này các bạn. Sắp tới chắc mình phải làm một cái máy nghiền nha các bạn. Để nghiền mấy cái này ra để mình lấy đồ ha. Và sau một hồi chờ đợi thì đại là các bạn đã xong rồi ha. Chế tạo được một cục thịt rất là tốn kém luôn á. Và mấy cái miếng thịt test này thì nó không có bị hư các bạn. Cho nên là bỏ trong này để cất thoải mái luôn. Và trong này thì mình sẽ bỏ cái cục này vô trong này đi ha. Cái phần của con T-Rex hay con Raptor Alpha gì đó. Và trời sáng hẳn luôn rồi hả. Hôm nay trời sáng rất là đẹp luôn á. Và miếng test thì cũng miếng test này thì nó sẽ bị hư đi nè các bạn. Còn này thì không có bị hư ha. Cho nên là mình sẽ nhanh nhanh ra phía bên ngoài luôn. Đem lên phía bên trên cho cái con rồng của mình nó ăn vô luôn mới được. Đài lên phía bên trên này luôn. Con này thì ôi có đánh dấu dịch chuyển rồi hả. Trời biết vậy kéo nó xuống phía bên dưới. Và bây giờ thì ăn vô một phát. Đó, khi ăn vô đó thì nó sẽ có một cái phần ở phía bên trên là 0% ha. Cái phần này thì mình sẽ được bay xuống phía bên dưới. Ủa, sau khi ăn xong thì nó không có bay được các bạn. Ai da, té mất nửa cây hả. Ôi không bay được, đã vậy còn bị té nữa. Mà nó đi cực kỳ chậm luôn á. Mà thì ủi con này thì mất máu luôn á. Ok, trắng nó luôn á. Bây giờ không còn bay nữa các bạn. Mà con này thì cần có nguồn năng lượng á thì nó mới bắt đầu tiến hóa được. Cho nên là mình phải đem mấy con phát sáng của mình xuống phía bên dưới. Hay là mình kéo nó vô trong này luôn. Đứng gần chỗ mấy con phát sáng nè bạn. Đây, kéo con nó vô, đang gần phải không? Có nó tên, à đây nó này nè. Đó, kéo vô gần chỗ con phát sáng thì hình như mấy con này mình chưa có bật phát sáng lên đúng không? Xem có tăng lên không? Đó, tăng lên 1% mấy bạn. Chỉ cần để gần mấy con phát sáng thôi ha. Em nó sẽ bắt đầu hấp thụ năng lượng. Bật mấy cái con này lên một quá. Bật nhiều lên ha. Cho nó hấp thụ nguyên tố. Sẽ đủ 100% luôn. Mấy em bulldog thì bật lên luôn. Bật hết ở đây lên luôn các bạn. Cho nó sáng ha. Đó, để xem coi. Trời ơi, lên phần trăm rất là nhanh luôn các bạn. Chờ đợi lên đủ 100% mình sẽ tiến hóa cho em nó luôn. Thôi, mấy con này đứng gần bạn có hiệu ứng luôn nè, chạy nhanh đó ha. Khi mà mấy con bulldog này nó phát sáng lên mình cũng được hiệu ứng chạy nhanh nè. Rồi hiệu ứng lửa từ con bulldog lửa ha. Hình như chạy nhanh từ cái con bulldog là Thunder này nè các bạn. Rồi con quỷ này nè ha. Lúc đầu nó màu tím tím các bạn, bây giờ thì nó chuyển sang màu bạc luôn rồi. Và lên được 70% rồi nè. Chờ đợi thời khắc lịch sử thì em nó đủ 100% luôn á. Để xem coi lên, đủ 100% rồi nè các bạn. Và bây giờ thì có menu tiến quá rồi nè. Bật một phát, ôi không có hiệu ứng tiến quá gì hết các bạn. Bấm một phát là nó ra thành một con khác luôn rồi nè. Và đang follow mình hả. Bây giờ thì đã, bây giờ thì phải bay được chứ. Gửi bay được luôn các bạn. Ngon lành không. Cái gì vậy, hiệu ứng gì vậy. Ồ, đang bay thì hiệu ứng búp của mấy con bulldog thôi. Và phía bên ngoài này mình thử kỹ năng lại một phát nha. Thử kỹ năng thử một phát thôi. Phun lửa nè. Ôi phun lửa bây giờ thì nó ra màu xanh xanh các bạn. Còn có thêm hiệu ứng gì nữa nè. Nó không còn là cái hiệu ứng màu màu xanh của cái hình con rồng nữa ha. Mà bây giờ thì chuyển sang màu xanh dương rồi.
Quả thần sử dụng. Ai? Chiêu? Chiêu gì nữa? Chiêu ít là cái chiêu xoay đuôi các bạn. Ồ, cái chiêu xoay đuôi này nhìn quen lắm nè. Sau khi xoay đuôi xong thì nó còn bắn bắn cái gì đó. Chiêu xoay đuôi này các bạn nhìn nhớ cái con của con gì không? Con Gripper đó bạn. Ủa vậy là sau khi mà mình cho ăn thịt Gripper xong á thì nó sẽ xoay đuôi giống như con Gripper luôn. Và xoay đuôi thử một phát nha. 6.000 dam các bạn. Wow, 6.000 dam mà nó kéo nguyên một dây luôn hay gì á. Quá dữ dội luôn ha. Dam mặc định á. Và cho được mình thêm, trời, 123 điểm nữa các bạn. À, vẫn không cộng tốc độ được ha. Chỉ có thể cộng máu với lại sức mạnh thôi. Ok, ngon ngon, từ từ test thử cái đã. À, chiêu ít là cái chiêu xoay đuôi nè ha. Xoay đuôi thì nó còn tạo ra cái hiệu ứng xung quanh người đó các bạn, để bảo vệ xung quanh người ha. Chiêu xoay, chiêu control này thì cũng là xoay đuôi thôi các bạn. Vậy là nó có tất cả là hai chiêu xoay đuôi nè ha. Rồi một cái chiêu vẫn là đập cánh. Còn chiêu ít đó là xoay đuôi, còn chiêu cần cho nó là cũng là xoay đuôi luôn các bạn. Còn chiêu chuột phải là cái chiêu phun lửa của con rồng ha. Vậy là nó có hai chiêu phun của con rồng các bạn. Một là chiêu phun lửa ha, với là chiêu đập cánh là của con rồng. Còn chiêu xoay đuôi thì lại là của con Ripper. Giống như kiểu nó được lai tạo gen từ cái con Ripper thêm cho con rồng của mình đó bạn. Cái nó tiến quá lên ha. Con rồng này thì nó có tên gì bây giờ? Nó thành fan Xeno Dragon nữa. Con rồng Xeno các bạn. Rồng Xeno này thì nó đã tiến quá lên cấp độ tối đa rồi các bạn. Nó không còn tiến quá được nữa ha. Vậy là bữa giờ mình cưỡi con là cái con kia là nó chưa tiến quá hẳn các bạn. Con này thì đã tiến quá hẳn nè. Cắn bình thường thì được 5.000 mấy đam. Còn phun như vậy thì 1.000 mấy ha. Đứng gần gần để mình xây đuôi thử một phát các bạn. Đó, đi vô trong cái vùng hiệu ứng của con rồng này của mình là kiểu như là bị kéo lên thành một dây đam luôn hay sao á. Thay đôi một phát là đó, phải như vậy chứ. Bên đây có con mấy con gấp cơ hả? Tấn công luôn đi. Ui, có hiệu ứng hồi máu nè các bạn. Giống kiểu con golem của hệ fan ha. Lâu lâu nó còn có thêm cái hiệu ứng hồi máu nữa. Và bây giờ thì bơm vô sức mạnh cho em đó các bạn. Cho nó thêm chút máu đi ha. Rồi, bơm vô phần sức mạnh cho em đó. Để thử xem coi, khi mà mình nâng tối đa chỉ số sức mạnh cho em nó thì nó mạnh cỡ nào ha. Quăng hết vô luôn. Con này hình như mình có thể cưỡi nó và đứng ở trên lưng nó được. Và xem coi, mới được có 151 điểm thôi các bạn. Và cho em nó uống bình máu và cho đầy máu luôn đi ha. Cho ngon lành cái. Rồi, đi qua phía bên khu vực sa mạc luôn các bạn. Tìm cái con T-Rex thử xem coi hôm nay có con T-Rex hệ lửa không nha. Phía bên đây thì chắc chắn là mới có cái con dự báo thời tiết rồi. Dự báo bão cát ở dưới này là đó. Quạm một phát thôi. Ui, 14.000 đam một phát các bạn. Mạnh hơn cả cắn thường, đánh thường của con golem luôn ha. Con golem đánh thường hình như được có mấy ngàn đam một phát thôi à. Đây con phía đây hả? Thôi con đó thì chắc là cắn nó không gãy răng luôn á. Con nó cứng lắm. Golem phải đánh với golem mới được. Và phía đây thì con T-Rex này thì 180. Lâu lắm rồi nè. Mình sẽ thử chiêu xoay đuôi thử một phát nha. Chiêu này đập cánh ha. Xây đuôi, xây đuôi thì được có 7.000 dam thôi các bạn. Trời ơi, xây đuôi nó không mạnh bằng ha. Nó không mạnh bằng cái chiêu cắn thường rồi. Xây đuôi chắc là để tạo ra hiệu ứng kéo dam lên thôi. Và quét giờ hệ Storm nè. Phun lửa một phát nè. Phun phục mất tiêu rồi. Đó, phun lửa được 11.000 dam. Còn phép, và dưới này thì có mấy con xuyến rất là nhiều. Phun một phát. Đó, kéo đi một giây lên liền. Con này vừa hơi bay được mà có thể chiến đấu được các bạn, tấn công được luôn ha. Nếu mà nâng máu cho nó là nó sẽ trở thành có thể giúp cho mình có thể tăng cơ được luôn nữa. Quá xịn sò luôn. Hôm nay thì phía bên đây không có T-Rex nhiều không? Phía đây không có T-Rex nhiều. Cái bẫy của mình thì lần trước vẫn còn ở đây nè. Và có mấy con dự báo bão cát nữa các bạn. Đánh để lấy thêm đầu của nó cũng được nữa. Lấy thêm đầu của nó đem về để sau này có thêm nhiều những cái con mà dự báo bão cá các bạn để tử của mình á, thì nó sẽ tạo ra được nguyên tố nhiều hơn nữa. Một cái bên đây thì không có T-Rex rồi. Quan trọng một cái bên đây tìm mấy con T-Rex hệ lửa để mình coi mình thu phục dễ các bạn. Cho có con T-Rex trên này cục đá không? Golem các bạn đây rồi. Để mình thử con golem thử luôn nha. Cắn thử một cái. Cắn con golem vô đam lắm các bạn. Ui, phun thử coi. Phun nguyên tố hả? Phun nguyên tố, ôi sử dụng nguyên tố đánh nó thì được có 700 dam một phát thôi các bạn. Nhưng mà được cái là kéo một giây á. Và nó thì chết luôn rồi. Ôi tính ra cái chiêu cắn thường này của con rồng của mình đó bạn. Đánh như con golem cũng vô lắm chứ bộ. Mình cứ tưởng cắn là sẽ bị giảm đam chứ ai ngờ cắn rất là thấm luôn á. Đây phía bên còn con đó nè. Qua phía này để mình cắn luôn thử. Thử xem có nó xuất hiện con golem mới không nha. Đứng vậy đi cưng. Mình chờ đây đứng vậy các bạn rồi sử dụng chiêu xoay đuôi. Xoay đuôi được có 700 mấy thôi à.
Con này kiểu như kháng nguyên tố rồi. Rồi, không có xuất hiện con Storm Golem á. Mà có con Tony, ôi ôi Tony hãy đá đâu các bạn. Level có 100 mấy nè. Wow, cắn vô 30 mấy ngàn đam các bạn. Rồi mấy con cano trên này thử xem coi. Cano này khí hả? Trời ơi, 20 mấy ngàn đam một phát. Và cộng thêm, ôi chưa có lên cấp hả? Đánh quá trời đánh luôn các bạn, vẫn chưa lên cấp anh. Vậy là phân đây thì chỉ có mấy con nhỏ nhỏ thôi à. Mà đánh mấy con Golem thì cũng không có xuất hiện ra mấy con Golem Storm nữa. Lần trước xuất hiện đúng một con một lần luôn á. Lần đó may mắn ghê luôn á. Lần đầu tiên mình đánh con Golem hả? Cục đá bạn Elemental ha. Tự nhiên nó xuất hiện như con Storm luôn. Qua phía bên đây để mình tìm thêm thử xem có con nào nữa không anh. Xem có con cục đá nào nữa không. Để mình đánh thêm nữa các bạn. Xem coi cái hôm nay mình có vận may không anh. Sẵn mình đi thử sức mạnh của cái con rồng này của mình luôn. Đây phía bên đây thì có cục đá này đó. Cục đá này thì cắn thường hả bạn. Kinh nghiệm đó là cắn thường. Có mổ. Con rồng này của mình mổ rất là nhanh luôn á. Nhưng mà không có xuất hiện con cục đá rồi. Cục đá thực tâm không có xuất hiện ha. Cho nên là đi dọc dọc ở phía bên đây thêm. Phía bên đây hay xuất hiện mấy con cục đá nhiều lắm. Rồi trước hình như mình thấy ở phía bên đây có mấy cục nè. Có con cành cành á. Cành cành, à có con gì nha. Trời ơi nhưng mà có 30 bạn. Đi chung mấy con thủy khí hả. Thủy khí mình có rồi, cano mình có rồi. Cho nên nhào xuống mình cắn luôn. Ôi bây giờ cắn 42.000 đam các bạn. Do mấy con nguyên tố ha. Và phía bên đây thì có cục đá và T-Rex ở bên đây nhiều lắm. Và cục đá nè, quan trọng là cục đá. Mình sẽ thử sử dụng chiêu đập cánh thử ha. Đập cánh được có 200 mấy các bạn. Còn phun thì 700 mấy nó kéo đi 1 giây luôn nè. Phun luôn à. Sử dụng phun vậy mà nó không có xuất hiện gì hết à. Còn đánh xong chết luôn không à. Bên đây thì nhiều T-Rex ha. À dưới này thì lại tiếp tục có thêm cục đá nữa nè các bạn. Đánh thử xem coi. Cắn thường. Ôi trời, chúng mấy con kế bên 30 mấy ngàn đam. Và lần này thì cũng không có luôn. Mấy con Golem Storm hiếm quá. Phía bên dưới này thì lại tiếp tục có thêm một cục đá nữa nè các bạn. Ai cứu mình ngoạm thường thử coi. Chờ đợi cho nó đứng dậy. Đó. Đứng dậy để mình sử dụng xây đuôi cần cho anh thử nè. Cũng 700 mấy đam thôi. Và cũng không xuất hiện luôn. Muốn xuất hiện chắc là mình phải sử dụng Golem. Đánh Golem hay sao chứ. Con rồng này đánh áp chế quá các bạn. Nó không dám xuất hiện hay sao á. Sau một chuyến đi săn vòng vòng đó các bạn thì mình đã đi về rồi nè. Đi thử sức mạnh của em rồng ha. Hình như là sau khi tiến hóa lên cấp độ 3 đó các bạn thì nó bự hẳn lên nè các bạn. Kích thước của nó bự hơn hồi nãy ha. Nhưng mà hình dáng phía bên ngoài của nó hình như là cũng y như vậy thôi. Nó cũng có màu xanh dương với xanh lá ha. Con rồng này thì thuộc dạng là nguyên tố là nước với lại lửa kết hợp lại với nhau đó các bạn. Và mình sẽ thử sử dụng cái kim tiêm thử. Để xem coi có chích để lấy được cái phần DNA của nó không ha. Hình như cũng không được luôn các bạn. Giống giống kiểu như con Golem rồi ha. Mình không thể chích để lấy được cái phần DNA của nó. Không có chích để lấy DNA giống như mấy con này ha. Như mấy con bình thường các bạn. Nguyên tố đơn lẻ đó thì có thể dễ dàng. Đó, chích là có được cái phần DNA của nó trong này. Còn con này thì chích không được. Nó giống giống kiểu con Golem á. Không có cách nào chích nó. Chích vô trong đầu nó cũng không được. Chích cắn cũng không được các bạn. Chích vô đuôi, chích vô đít được thì cũng không được luôn à. Nhưng mà trong công thức thì nó lại có cái công thức chế tạo ra cái con Ripper đó bạn. Ripper trong này nè. Nó cần có những cái cục thịt, thịt thì mình đã có rồi ha. Một nguyên tố mình cũng đã có rồi nè. Nhưng mà nó cần có cái DNA là được kết hợp giữa nước với là lửa. Còn phía bên đây là của Storm nè. Còn phía bên dưới này là của hình như là đá kết hợp với là khí nè. Còn phía này là nước với lại lá cây nè bạn. Lá cây là neutral ha. Nước với lại neutral là cái con rồng của mình nó đang sở hữu cái nguyên tố đó nè. Nhưng mà lại chích nó không được ha. Giống với con Golem cũng cùng nguyên tố đó luôn. Nhưng mà chích không được. Cho nên hiện tại là mình cũng chưa biết tìm cái loại nguyên tố đó ở đâu nữa các bạn. Chắc là sắp tới nè. Khi là mình nghiên cứu được cái phần nguyên tố đó bạn, mình sẽ lai tạo con Ripper để sử dụng em nó làm chiến binh cho mình để đi săn thử sức mạnh ha. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, mình đã có một chuyến đi săn đêm cùng với chiến binh Golem của mình và lấy được cục thịt của con Ripper các bạn cho cái con rồng này nó ăn ha. Khi con rồng nó ăn các bạn, nó đã tiến hóa lên được cấp độ 3 và nó có thừa hưởng được những cái chiêu thức của con Ripper các bạn, như là xây đuôi bắn các kiểu ha, có thêm được những hiệu ứng đặc biệt nữa, rất là mạnh luôn á. Sau này mình sẽ sử dụng em nó các bạn để đi chiến đấu với những con boss trong tương lai nữa nha. Những con boss mạnh hơn nữa các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng đã khá là dài rồi, cho nên có lẽ là cũng phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp hay cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.